Kính thưa quý vị, chiều 9 tháng 3, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự về hành vi giết người đối với VTN, 32 tuổi ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh. Theo Công an, N từng là giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn. Khoảng tháng 9 năm 2022, N thấy áp lực trong công việc nên có ý định nghỉ việc và nhiều lần có ý định tự tử. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, N nộp đơn xin thôi việc và bắt đầu nghỉ làm từ ngày 16 tháng 12 năm 2022. Trong thời gian này, N có biểu hiện không muốn tiếp xúc với mọi người trong gia đình, đồng nghiệp. Do vậy, ngày 29 tháng 11, anh TVK, chồng anh N, đưa N đến Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội để khám bệnh. Tại đây, N được chẩn đoán bị bệnh rối loạn thần kinh cấp và nhất thời. Bác sĩ đề nghị N nhập viện để theo dõi, điều trị, nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Sau đó, N được bác sĩ kê thuốc tự uống, điều trị ở nhà và hẹn sau 10 ngày đến tái khám. Sau thời gian sử dụng đơn thuốc điều trị, bệnh tình N giảm dần, tuy nhiên vẫn không muốn tiếp xúc, nói chuyện với ai. Ngày 6 tháng 3, N thường xuyên cảm thấy không có mục đích sống và có ý định tự tử. Cùng với đó là lo sợ sau khi chết sẽ không có ai chăm sóc dạy dỗ hai người con gái, dẫn đến hư hỏng vướng vào các tệ nạn xã hội. Do đó, N nảy sinh ý định tự tử cùng với hai người con. Đến 7 giờ 30 ngày 8 tháng 3, N cho hai con ăn sáng rồi điều khiển xe máy chở đến bờ đê sông Ninh Cơ, xã Nghĩa Sơn ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Chờ cho khi không có người dân qua lại, N bế hai con của mình rồi đi xuống sông Ninh Cơ. Khi ôm hai con ra được khoảng đến 3-4 mét, nước bắt đầu ngập đầu anh N. Được một lúc, dù sóng nước sau đó đẩy ba mẹ con vào bên trong, nhưng khi N bế hai con lên bờ thì các cháu đã tử vong. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.